thách bạn chơi Yoyo nó thách đấu anh Nhan Tấn Đạt. Nhan Tấn Đạt là ai vậy? Tôi mới Nhan Tấn Đạt là ai luôn mà. Nhan Tấn Đạt là anh là Nhan Tấn Đạt đúng không? Ô mà. Ok, trận đó sẽ là Yoyo không quay nha, đó vậy đó mới ghê. Ok, bắt đầu. Round 1. Round 2.